Chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại về kênh của Thông. Thì hôm nay lại tiếp tục đi săn ong mật mọi người ạ. Thì ở dưới sinh kia, ở dưới cái bờ hồ bờ suối kia thì Thông cũng đã đi một vòng. Và ở cái lùm cái chuỗi kia thì Thông thấy ong nó đi lấy nước. Bay 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 vòng lên đây nhé. Nói chung là mình chỉ đoán hướng nó bay thẳng về đây. Thì ở thế này thì không cũng lùi được lùi tìm dưới này được một lúc rồi. Nhưng mà đến chỗ này mới phát hiện ra nhé. Đấy. Miệng hang nó nằm ở đó. Và kiện, đặc biệt là kiện kiên ngừa rất là nhiều nhé. Vàng nhé các bạn. Tổ này chắc chắn là đã có mật nhá. Tổ này thì chắc là ở cũng lâu rồi, tại vì mình nhìn cái miệng là mình biết nhá. Giờ mọi người vào xem video của Thông thì nhớ like và đăng ký ủng hộ cánh nhé, và cũng đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo và theo dõi những video tiếp theo. Thông qua xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ cũng như thường lệ thì Thông sẽ thắp nhang hóng khói và khai thác tổ ong này, mời mọi người cùng theo dõi nhé. Thông sẽ cắm cái máy ở đây và mời các bạn cùng theo dõi nhé. Không okay. À dùng cái cuốc nhỏ này, cần giáo này, đồ nghề của Thống nhá. Đặt cái lớp cứng nha, đúng rồi, đặt cái lẻ ra cái cứng nhá. Ta nhìn thấy bánh tổ nhé, tổ ong này rất là dễ, là nằm mập ba ta lý. Tổ ong này rất là khủng, rất là nhiều bánh tổ nha các bạn. Mình cho sạp và cho nhang nó chạy cái sạp cho nó có mùi khỏi cho nó ấy cay mắt. Cổ này khủng đấy. Cái mùa này thì những tổ ong mà ở lâu như thế này thì mật cũng ra,
Và tối nay thì chưa thấy ông được. Để chiều nay mà có thời gian thì mình thông là sẽ bắt tổ này về về nuôi. Tổ này chắc là quân khá là đóng này. Mà không có ông được cho nên là có đồng chủ tớ mà quản lý quân rất là tốt này. Chưa thấy ông được. Những vị trí cực kỳ thông cũng đã chia sẻ là cái cách theo dõi ông lấy nước và nhìn hướng tìm về tổ nhá. Bây giờ người nào chưa xem đi vào những cái vị trí ở video trước xem ra là ủng hộ thông nhá. Chúng ta chia sẻ rất là thực tế nha mọi người. Đã thấy cái mặt phân mặt ở phía trên nhá. Đã thấy mặt. Lúc này giờ thì chỉ thấy bánh tổ thôi, giờ cái phân mặt nó nằm ở phía trên. Mình làm nhẹ nhàng, có đất nó dị mặt. Mặt da thì nó cũng lời mặt. Tổ nó cũng lời mặt. Ngay là được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miếng. Cái dao đúng phải à? Một miếng mặt chảy ra đấy nhá. Bây giờ để thống chuyển cái máy qua bên này các bạn xem nhá. Tổ này quần rất là hiền. Còn lấy chiều này phải bắt về thôi. Mật nhá, một miếng đầu tiên mật nhá. Mật nhưng mà nó chưa tạm cái miếng này nhá. Miệng thứ hai thì mật rất là nhiều. Mình phải làm nhẹ nhàng một chút nha mọi người, cho quần nó hiền nha. Đấy, tổ miệng này là 2/3 mật nhá. Và chúng tới đây luôn nhá. Từ tiền này chúng tới đây là mật luôn nhá. Lô tổ cũng được.
mọi người vào xem video, đang xem video cho mình xin một like nha mọi người. Wow, hai miệng luôn. Đấy, mặt cực khủng. Mật nhé, còn một miệng mật nó rơi ở trong cái trong háng này, mật nha mọi người. Đây, vị này là mật khống nhá. Bây giờ mới thấy đôi con ông đực. Vị lúc này thì mật, phần mật của con gai ở phía trên nữa. Mất con gai phía trên. Mật da nhá, sắp chuyển sang màu đỏ đây. Con gai phía trên mọi người. Đi cái động tổ của nó nằm vòng cúng, cho nên lúc mình khai thác thì cũng gì đi gai. Đây, cái miệng này cũng bị gai. Mật chảy ra hết rồi mọi người. Gầy nó mật quá trời luôn. Đa số các kia phần mặt thì nó nằm phía trên. Tổ ong này quấn rất là đông nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy nhá, bên này sập trạm này, trạm này còn bên này mà qua trời luôn. Đấy nha mọi người, tất cả nằm ở đấy nhá. Đó, phần mật được 1/3 trên tỉnh trung bình là được 1/3 là mật thôi. Con gà này mật. Chiều mà có thời gian quay lại đấy thì thông thể bật cái tổ ống này về núi luôn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của thông nhá. Mọi người ai mà chưa đăng ký nhận chuông thì nhớ đăng ký nhận chuông ủng hộ Thông nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Video này Thông xin được kết thúc ở đây. Chào và hẹn gặp lại mọi người nha.